Mời cộng đoàn cùng lắng nghe bài chia sẻ của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Sự thật trong đức ái Được mệnh danh là vị giáo hoàng giáo sư, Đức Benedicto thứ 16 đã hiến trọn cuộc đời để đặt sự thật vào việc phục vụ tình yêu. Là người bảo vệ và là thầy dạy xuất sắc các giáo lý của giáo hội, Đức Benedicto thứ 16 tin tưởng sâu xa rằng những chân lý được Chúa Giêsu Kitô truyền lại không những không làm giảm, đi khả năng của chúng ta trong việc sống giới răng yêu thương mà còn giúp chúng ta hoàn thành giới răng ấy cách trọn vẹn. Với tư cách là một linh mục trẻ, một hồng y, một bộ trưởng bộ giáo lý đức tin, một giáo hoàng, và cuối cùng là một giáo hoàng nghỉ hưu, Đức Benedicto thứ 16 luôn có những lời khích lệ và truyền cảm hứng, những lời thích hợp và rõ ràng. Dưới đây là một số câu trích dẫn cho thấy cách nói và cách sống độc đáo của Đức Benedicto thứ 16 về sự thật trong đức ái. Về thần học mọi thần học gia ngày nay dường như đều muốn trở nên sáng tạo nhưng nhiệm vụ đích thực của thần học gia là đào sâu kho tàng đức tin chung cũng như hỗ trợ trong việc công bố đức tin chứ không phải tạo ra đức tin nếu không đức tin sẽ bị phân mảnh thành một loạt các trường phái và luồng tư tưởng đối lập nhau gây tổn hại nghiêm trọng cho sự hoang mang của dân chúa về phụng vụ có phải chúng ta không còn quan tâm đến vũ trụ nữa chăng có phải hiện nay chúng ta thực sự co cụm một cách vô vọng trong vòng tròn nhỏ bé của chính mình chăng? Có phải hiện nay, việc cầu nguyện với toàn thể thụ tạo không còn quan trọng nữa chăng? Và, có phải ngày nay, việc tìm chỗ cho chiều kích của tương lai, cho niềm hy vọng vào Chúa, đấng sẽ quan lâm để lại nhận ra rằng, thực sự để sống tính năng động của cuộc tạo dựng mới như một hình thức thiết yếu của phụng vụ không còn quan trọng nữa chăng? Tinh thần phụng vụ, 2000 Về đức tin Đức tin không chỉ là sự đồng ý thuần túy mang tính trí tuệ của con người đối với những chân lý cụ thể về Thiên Chúa, nhưng đức tin là một hành động mà qua đó, tôi tự do phó thác bản thân mình cho vị Thiên Chúa là cha và là đấng yêu thương tôi, và đức tin là việc gắn bó với một đấng mà đấng ấy mang lại cho tôi niềm hy vọng và sự tin tưởng. Tiếp kiến chung, ngày 24 tháng 10 năm 2012. Về đức cậy. Con người đã được tạo dựng cho sự cao cả, cho chính Thiên Chúa con người đã được tạo dựng để được lấp đầy bởi thiên chúa, nhưng tâm hồn con người thì quá nhỏ so với sự cao cả mà nó đã được trù định trước. Nó cần được nới rộng ra, thông điệp Pisavi, ngày 30 tháng 11 năm 2007. Về đức ái. Đừng ước muốn điều gì kém hơn cho cuộc sống của bạn ngoài một tình yêu mạnh mẽ và đẹp đẽ và một tình yêu khả năng biến toàn bộ cuộc đời bạn thành một cam kết hân hoang hiến thân như một món quà cho thiên chúa và anh chị em của bạn. Theo gương của đấng đã vĩnh viễn chiến thắng hận thù và cái chết nhờ tình yêu. Sứ điệp nhân ngày giới trẻ thế giới lần thứ 22, 2007. Tình yêu caritas vẫn luôn cần thiết, ngay cả trong xã hội công bằng nhất. Không có một trật tự công bằng của nhà nước nào có thể xem công tác bác ái là thừa thải. Ai muốn loại bỏ tình yêu thì cũng đồng thời không xem con người là con người nữa. Thông điệp ngày 25 tháng 12, 2005. Về sự thật sự thật thống trị không phải bằng bạo lực mà bằng sức mạnh của chính nó. Đây là chủ đề trung tâm của tin mừng do An. Khi bị đưa ra trước Phi Tô, Chúa giê -xu tuyên xưng rằng chính người là sự thật và là chứng nhân cho sự thật. Người không bảo vệ sự thật bằng đạo binh, mà trái lại, làm cho sự thật trở nên hữu hình qua cuộc khổ nạn và qua đó cũng thực hiện đầy sự thật. Ánh sáng trần gian, đức giáo hoàng, giáo hội và những dấu chỉ thời đại một kỳ tô giáo chủ trương bác ái mà không có sự thật sẽ dễ dàng bị lẫn lộn với một mớ tình cảm tốt đẹp, tuy hữu ích cho sự gắn kết về mặt xã hội, nhưng không có tác động bao nhiêu. Nói cách khác, sẽ không còn vị trí đích thực nào cho Thiên Chúa trong thế giới. Về tự do Tự do của con người là tự do của một hữu thể hữu hạn, và do đó chính sự tự do cũng có giới hạn. Chúng ta chỉ có thể sở hữu sự tự do như một sự tự do chung, trong sự tự do hiệp thông, chỉ khi chúng ta sống chính trực với nhau và vì nhau thì sự tự do mới có thể phát triển. Bài giảng lễ trọng kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, ngày 8 tháng 12 năm 2005. Với tư cách là người con, Chúa Giêsu mang đến một sự tự do mới, không phải sự tự do của một người không có nghĩa vụ, mà là sự tự do của một người hoàn toàn hiệp nhất với ý muốn của Chúa Cha, một người giúp nhân loại đạt được tự do nội tâm hiệp nhất với Thiên Chúa. Chúa Giêsu thành Nazareth, những câu chuyện thời thơ ấu, 2012. Về công đồng Vatican II. Có công đồng của các nghị phụ và đó là công đồng thực sự, nhưng cũng có công đồng của truyền thông đại chúng. Chúng ta biết rằng mọi người đều có thể tiếp cận được công đồng truyền thông này. Vì vậy, đây là loại công đồng thống trị, hiệu quả hơn và tạo ra rất nhiều thảm họa, rất nhiều vấn đề, rất nhiều đau khổ, các chủng viện bị đóng cửa, các tu viện bị đóng cửa, phụng vụ tầm thường. Và công đồng đích thực gặp khó khăn trong việc thiết lập và hình thành, công đồng ảo mạnh hơn công đồng thực. Nhưng sức mạnh thực sự của công đồng đã hiện diện và từ từ, nhưng chắc chắn, ngày càng được củng cố và trở thành sức mạnh thực sự, cuộc cải cách thực sự và canh tân thực sự của giáo hội. Diễn từ dành cho các giáo sĩ Roma, ngày 14 tháng 2 năm 2013. Về thánh thể Từ thánh thể trong tiếng Hy Lạp gợi lại thực tại của sự tạ ơn, của chiều kích mới mà Đức Kitô mang lại, thập giá, đau khổ và những gì là sai lầm đối với thế gian thì người đã biến đổi thành lời tạ ơn và do đó thành lời chúc lành. Vì thế, về cơ bản, Chúa Giêsu đã biến đổi bản thể cuộc sống và thế giới, người đã ban tặng và tiếp tục ban tặng cho chúng ta mỗi ngày bánh sự sống đích thực, vốn vượt lên trên thế giới này nhờ sức mạnh tình yêu của người. Diễn từ nhân kỷ niệm 65 năm linh mục, ngày 28 tháng 6 năm 2016. 2. Kỷ niệm tái lập Đại chủng Viện Thánh Du Xe Hà Nội 50 năm hội ngộ và tri ân Sáng thứ 6, ngày 29 tháng 12 năm 2023, gần 1.000 linh mục và cựu chủng sinh của Đại chủng Viện Thánh Du Xe Hà Nội đã quy tụ về nhà thờ chính tòa Hà. Nội tham dự ngày hội ngộ nhân kỷ niệm 50 năm tái thiết lập Đại chủng Viện Thánh Du Xe Hà Nội 1973-2023. Đây cũng là dịp để Đại chủng Viện tạ ơn Chúa tri ân các bậc tiền bối và quý ân nhân. Khuôn viên tòa tổng giám mục Hà Nội hôm nay rộn ràng và nô nức hơn bởi ngay từ sớm quý cha từ khắp các giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội là những cựu chủng sinh của đại chủng viện đã cùng trở về chốn xưa 40 nhà chung, hàng trống, hoàng kiếm, Hà Nội để quy tụ và mừng kỷ niệm biến cố trọng đại 50 năm tái lập đại chủng viện Thánh Du Xe Hà Nội. Đây được coi là một biến cố lưu lại dấu mốc đặc biệt trong hành trình phát triển của Đại Chủng Viện. 50 năm nhìn về quá khứ để tri ân. 50 năm, một dấu mốc đáng ghi nhớ, một chặng đường hồng ân mà Thiên Chúa đã ban tặng trên Đại Chủng Viện nói riêng và Tổng giáo Phận Hà Nội nói chung. 50 năm qua đi với biết bao thăng trầm của thời cuộc, từ khởi đầu với những cuộc bách hại đạo đến những cuộc di cư do chiến tranh, mãi tới năm 1973, tràng tập xưa mới được mở cửa trở lại với danh hiệu mới, Đại Chủng Viện Thánh Du Xe Hà Nội, tọa lạc tại số 40 nhà chung do đức cha Xe Maria Trịnh Văn Căng làm giám đốc. Mừng kỷ niệm 50 năm tái lập là cơ hội để Đại chủng viện Thánh Xe Hà Nội cùng nhìn về quá khứ và tri ân quý đấng bật đi trước đã dày công xây dựng và phát triển Đại chủng viện như ngày hôm nay. Tham dự ngày hội ngộ hôm nay có 77 linh mục giáo phận Bắc Ninh, 67 linh mục giáo phận Thái Bình, 89 linh mục giáo phận Hải Phòng, 87 linh mục giáo phận Hưng Hóa, 100 linh mục giáo phận Phát Diệm, 11 linh mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, 67 linh mục giáo phận Bùi Chu và 186 linh mục trong Tổng giáo phận Hà Nội. Ngõ lời trong ngày hội ngộ, Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên đã chia sẻ, đi học là thời của Hồng Ân. Được đi học là một ơn của Chúa, được sống trong tình bạn bè để nối kết với nhau trong tình huynh đệ thân thương, để mang những kỷ niệm, cùng nhau trau dồi những kiến thức và tiến về tương lai. Thời gian sống trong môi trường chủng viện lại là thời gian của ân phúc. Đức Tổng Giám Mục Du Xe nói thêm, ngày hội ngộ mừng kỷ niệm 50 năm tái lập là một cuộc gặp gỡ huynh đệ và như một cuộc trở về nguồn. Quý cha cùng trở về hôm nay để hồi tưởng lại những gì mình đã sống, những gì mình đã cảm nhận, đã học, những gì Chúa Thánh Thần nói trong suốt thời gian đào tạo. Cách riêng, đây cũng là giây phút để quý cha phần nào cảm nhận được sự đồng hành qua lời cầu nguyện, qua tình huynh đệ đã dành cho nhau để thi hành sứ vụ mà không thấy mình bị đơn lẻ. Ngay sau những chia sẻ thân tình của Đức Tổng Giám Mục Du Xe là thước phim tài liệu ghi lại những dấu mốc lịch sử quan trọng trong suốt 50 năm qua của Đại Chủng Viện. 50 năm ươm mầm và sinh hoa kết trái Kể từ thời gian thành lập cho tới nay, năm 2023, Đại Chủng Viện đã đảm nhận công cuộc đào tạo ứng viên linh mục cho hầu hết các giáo phận miền Bắc qua 29 khóa đào tạo có 1.363 chủng sinh với 894 linh mục đã được chịu chức trong 8 giáo phận là hoa trái tốt đẹp mà Đại Chủng Viện đã ươm trồng. Trong số các linh mục đã được đào tạo tại Đại Chủng Viện có cả các linh mục là người dân tộc Mường, có 2 linh mục, và Hơ Mông, có 2 linh mục. Ngoài ra, Đại Chủng Viện cũng là cái nôi sinh ra 5 vị giám mục đang thi hành tác vụ tại các giáo phận trên giải đất hình chữ S. Hiện nay, Đại chủng viện đang có 3 cơ sở chính để đào tạo linh mục đó là cơ sở 1, khoa thần học, số 13 chế lan viên, cổ nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Cơ sở 2, khoa triết học, số 125 trung văn, trung văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và cơ sở 3, lớp tu đức, giáo sứ Hoàng Nguyên, Tri Thủy, Phú Xuyên, Hà Nội. 50 năm tạ ơn và khắc ghi. Cao điểm ngày hội ngộ và tri ân là thánh lễ tạ ơn vào lúc 10 giờ 15 phút tại nhà thờ chính tòa hà nội do đức tổng giám mục du xe vũ văn thiên tổng giám mục tổng giáo phận hà nội chủ sự hiện diện trong thánh lễ có đức hồng y phê -rô, đức cha du xe đặng đức ngân tổng giám mục phó tổng giáo phận huế quý đức cha trong giáo tỉnh hà nội quý cha tổng đại diện quý cha cựu chủng sinh trong các giáo phận quý nam nữ tu sĩ chủng sinh và bà con giáo hữu mở lời đầu thánh lễ đức tổng giám mục du xe hân hoan chào đón quý đức cha quý cha đã cùng quy tụ trong ngày hội ngộ lịch sử. Ngài nhắc lại quà tặng cao quý là thiên chức linh mục mà thiên chúa đã ban tặng xuống trên quý cha. Đồng thời cầu nguyện xin thiên chúa tuôn đổ xuống muôn hồng ân để quý cha thi hành nhiệm vụ tông đồ trong các nhiệm sở của mình, mặc dù còn những khó khăn, thử thách và chông gai. Trong bài giảng lễ, Đức cha Du Sê Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Phó Tổng giáo Phận Huế nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đại chủng viện khi góp công góp sức để cùng các giáo phận làm nên điều kỳ diệu cho sự phát triển hàng giáo sĩ của giáo hội miền Bắc hôm nay. Đó là thành quả của đức tin, sự can đảm, hiệp nhất, tình yêu thương của các giáo phận liên quan. Của lễ tri ân mừng 50 năm hồng ân được đăng dệt nơi bàn tiệc thánh linh thiên, tâm tình tạ ơn tựa hương trầm nghi ngút dâng lên trước tòa thiên chúa. 50 năm là một dấu mốc lịch sử quan trọng để đại chủng viện Thánh Du Xe Hà Nội cùng nhìn về quá khứ tri ân các bậc tiền bối. Đồng thời là động lực để đại chủng viện có thêm những sáng kiến mới trong công cuộc đào tạo linh mục thích hợp với bối cảnh thời đại hôm nay, ước mong những hoạch địch mà đại chủng viện đang ấp ủ sẽ được thiên chúa chúc lành và hướng dẫn thực hiện. 3. Đức thánh cha Francisco đã gửi lời chào mừng đến những người trẻ đang quy tụ để cầu nguyện và chia sẻ cuộc sống với người dân địa phương và các cộng đồng hội thánh tại Iuliana, thủ đô của Slovenia trong dịp cuối năm do cộng đoàn Tai dê tổ chức. Cuộc gặp mặt châu Âu lần thứ 46 là một cuộc quy tụ đại kết của giới trẻ đến từ nhiều quốc gia và nhiều nhánh kỳ tô giáo khác nhau, diễn ra từ ngày 28 tháng 12 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024 và tập trung vào chủ đề hành trình cùng nhau. Hãy dám xây dựng một thế giới khác. Trong sứ điệp do Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin gửi đến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đây là cơ hội cho những người tham dự được sống kinh nghiệm đẹp đẽ về tình bạn với Thiên Chúa và với người khác như là một giáo hội và một cộng đồng. Là chi thể của Đức Kitô Phục Sinh hiện diện trong thế giới, người trẻ được mời gọi tái khám phá nghệ thuật lắng nghe, một hành động của tình yêu, trung tâm của sự tin tưởng. Trong một thế giới nơi những xung đột và chiến tranh liên tục nảy sinh do thiếu sự lắng nghe, Đức Thánh Cha kêu gọi giới trẻ dám xây dựng một thế giới khác, một thế giới lắng nghe, đối thoại và cởi mở nỗ lực chuyển đổi về chất. Ngài cho biết thách thức đó là làm việc hướng tới sự biến đổi chất lượng cuộc sống của chúng ta trong xã hội, đặc biệt bằng cách tránh mọi hình thức bị gạt ra ngoài lề, khép kín, loại trừ và bác bỏ đối với nhiều loại người khác nhau. Bằng cách này những người trẻ có thể trở thành những người xây dựng các nền văn hóa và tôn giáo cho một thế giới ổn định và cởi mở. Hãy sống như Chúa Giêsu. Ngài khuyến khích người trẻ dấn thân sống như Chúa Giêsu đấng không loại trừ ai mà thay vào đó nhìn nhận sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những người bên lề xã hội. Đức Hồng Y Ba Rolin kết thúc bức thư với sự đảm bảo rằng Đức Thánh Cha Phan Cô đang trông cậy vào các bạn và tin tưởng các bạn, cũng như giáo hội tin tưởng các bạn. Ngài nói, Đức Thánh Cha đang kêu gọi người trẻ, bằng lời nói và hành động, đưa ra một thông điệp mạnh mẽ cho thế giới của chúng ta, vốn bác bỏ những người dễ bị tổn thương. Hãy biến ước mơ về tình yêu, công lý và hòa bình của các con thành hiện thực rõ ràng đừng để ước mơ của các con bị đánh cắp và hãy góp phần xây dựng một xã hội xứng đáng với tên gọi con xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn xin chúa chúc lành cho tất cả chúng ta amen